tập hợp nào, chúng ta lên lớp nha. Lớp chúng ta đến đủ hết chưa nè? Một bạn, hai bạn, ba bạn, đầy đủ rồi. Các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới nha. Nào còn chần chờ nữa, chúng ta cùng đọc thơ để kêu gọi bạn mới nha. Bạn mới đến trường hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Trời, lớp ta đoàn kết quá. Nào còn chần chờ nữa, chúng ta sẽ học bài học ngày hôm nay. 3, 2, 1, vô! Omachi, rất ngon mà không sợ nóng. Xứng đôi lẩu Tết, phải là Omachi Tết. Tương ớt chín su, vạt món ngon bùng vị. Vô! Lên! Lên! Bùng tay! Lên nào! Bùng! Bùng! Ê! Bùng! Ê! À, các em ơi, bây giờ tôi sẽ out lớp nha, để thầy chở ba của thầy đi cấp cứu một cái nha. Trời ơi, ông ơi, có sao không vậy? Trời ơi, nó giọng một cái muốn lên xuyển. Thiệt luôn á, con đang dạy mà ba cứ vô ba chen mấy lần. Bữa ba hù là con đã bị hết hồn rồi. Hôm nay là ba vô rồi con lỡ tay. Trời đất ơi, tao chưa bao giờ tao thấy một cái thằng nào mà như mày. Công ăn chuyện làm thì không, nghề ngỗng cũng không, lớn già đầu bận nguyên bộ đồ xanh đọt chuối đứng trước cái điện thoại nhảy như con lân. Ê, màu này màu gì? Ba dòm giùm con lại, màu này là màu gì ba? Tao thấy xanh đọt chuối. Trời ơi, ổng bị mù màu. Thiệt á, ba nhìn cái áo mà ba còn nói sai thấy không? Mà mỗi lần con làm gì ba cũng la là đúng rồi đó. Tao nói thiệt á, con cái người ta nhìn phát ham, con tao nhìn thiệt muốn ấn vô bụng đẻ lợi đó chứ. Con cái người ta là bây giờ là phải báo hiếu, mang tiền về cho cha mẹ, còn con tao nuôi cho thân dài vai rộng, đứng trước cái điện thoại nhảy như con dòi, mà dòm vô cái live stream tưởng nhiều người sáu đứa coi. Mệt ba ghê, thì bây giờ dịch giả mà bây giờ con đâu có đến lớp con dạy được, thì con phải dạy online thôi. Sau này mà hết dịch cái là con phóng ra ngoài con dạy, rồi con đem tiền cho ba. Sao hết dịch được? Mày mắc dịch mà. Đang dịch chứ không phải mắc dịch. Nhưng mà nó mắc chung cái dịch này. Bây giờ tao hỏi mày, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Gần 30 tuổi đầu rồi, không một cái nghề ngỗng gì hết. Con nhà người ta là làm bác sĩ, là kỹ sư rồi. Thì nói ra ra đường mắc cỡ, hỏi con ông làm nghề gì không có câu trả lời. Thiệt luôn á, ba mở miệng cái ba nói con nhà người ta, lúc nào ba cũng so sánh hết trơn trời á. Con nhà người ta làm kỹ sư, làm bác sĩ, thì ít ra ba người ta cũng là giám đốc. Còn bây giờ ba nhà ba giá xe không à, ba đòi hỏi con. Ê! Tao nhảy xuống sông tao chết. Ê, 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 ba ơi, trời ơi. Hỏi tao ra nè. Thiệt hỏi tao ra tao nhảy xong. Tao ý mà. Tụi mà ba. Thiệt tình. Chóng mặt chưa? Mỗi lần rồi đòi nhảy xuống sông. Trời ơi, tôi chết cho cái nhà này vừa lòng. Bây giờ nó chữ tôi nè bà con ơi. Nó nói tôi sửa xe, nó nói tôi giá xe nè. Thôi đừng có hỗn láo với tao ba. Sửa xe đó. Trời ơi, tao sửa xe tao đẻ ra mày đó. Mẹ tao giá từng cái lỗ đó. Tao cho mày có tiền đi mẹ Ngọc, bây giờ mày chữ tao. Trời ơi. Trời ơi, thôi từ từ. Từ từ bình tĩnh ông ơi, chuyện gì còn có đó. Chứ đâu mà đúng mà la làng. Ông dạy con đâu phải vậy đâu. Bây giờ từ từ con mình. Cái gì nữa? Khát nước à? Em phỏng mà trời, nước sôi mà. Trời ơi, tôi bị liệu tình lắm. Ông thợ cái ông xuyện. Thiệt đó. Tự la rồi tự xuyển rồi tự thở vậy thôi à. Cái bệnh lạ lùng vậy đó. Hai cho con bình tĩnh nghe tôi nói nè. Ông đừng có la con nữa. Con nó dạy cái này cũng là một cái nghề của nó. Bây giờ ông bắt sao nó bây giờ? Tức nè, con hư là tại mẹ. Nếu ngày xưa mày nghe lời tao mày đi ăn học, là bây giờ mày đã làm được bác sĩ rồi. Chứ mày đâu có nhảy đầm như vậy. Đúng chưa? Thì con có ăn học mà ba. Nhưng mà bây giờ là bác sĩ kỹ sư. Thật sự con không có khả năng tới đó. Bây giờ con đam mê nhảy, đam mê hát. Mày không cố gắng thì mày nói đại đi. Mày lười. Con biết mà, bác sĩ kỹ sư là ngày xưa ba cũng cố gắng ba làm. Nhưng ba làm không được. Ê, thôi, chú làm không được nè. Nó nói thằng này vô. Ba ơi. Ba nhảy sao tôi chết rồi mày coi. Ba cứ nhảy hoài. Trời ơi. Nó không chạm ở đây tôi chết rồi. Trời ơi, cái gia đình này bây giờ không còn ai cô tôi ra cái gì nữa. Tôi chết cho mọi người vừa lòng đây. Trời ơi, bây giờ con cái nó không màng mà vợ nó cũng không lo. Thôi đúng vậy. Ba thấy cái nhà không? Có lúc nào hả cũng đầy trật tùm lum tùm la cũng ba không á. Tao vô phước.
vô phước tao sinh con tao ra nó không có nghề ngỗng, nó không lo được cho tao. Tao kêu nó đi ăn học, nó đủ thừa. Rồi bây giờ nó chửi tao ngu. Mày nói vậy thì tao nói gì mày được nữa? Ủa nãy con có nói ông ngu không? Tao nói thiệt lâu. Mà tao chết cho mày vừa lòng. Trời ơi, cái gì vậy? La bà sốt hoài. Bà binh nó mới hư đốn như ngày hôm nay. Thì trầu chán. Con của người ta bây giờ bác sĩ kỹ sư. Con tôi nhà ghế méo cũng không đỡ. Rồi đó, nó đỡ rồi nó đó. Nó dằn lúng sàn cho hư cái ghế để tôi hư ghế rồi tôi mua ghế mới. Cái nhà nè, nó nấu tôi trầy trật nè. Vậy chứ có bao giờ nó lau được cái nhà một ngày nào? Lau mà nước non như vậy thì thôi ta lấy cái ca ta tạt ra đi. Không ai lau nhà như rửa xe gì hết trơn á. Nói đó, thì nó ra nó lấy cái khăn lau bàn, nó lau xuống đất. Vô vi trùng dính vô rồi hồi nó quậy vô cái chén rồi tôi ăn vô tôi chết nè. Bà thấy rõ ràng nó muốn đầu độc tôi không? Bà thấy chưa? Nó quậy kìa. Nó vẽ bùa hình chữ bát ở dưới là nó niệm chú cho tôi chết đó. Nè, mương nè, có nước mày múc mày đổ ra nhà đi, mày giặt mặt mày đi. Đó, ao tao nuôi cá mà nó đổ xà bông xuống cho cá chết. Bà coi nó làm cho nghề tôi luận bại không? Cơm không cho một bữa, con cái dằn mâm xăng chén để một cái cạch mà thấy không, nó dằn vô mặt tôi. Đó, để đây nè. Có ai ăn cơm mà bưng nguyên cái nồi ra không? Đó, nói xong cái nó đem dẹp cái nồi mà có phải dằn mặt nhau hay không? Trời ơi, thiệt tình đó. Dạ bộ hay lắm, đạm đang quá, múc cơm đồ hiếu thảo quá. Đó, bà thấy không? Cơm mà nó nhận xuống là nó để nó cúng chứ gì nữa. Bây giờ mà cắm hai cái đũa lên nữa là vô địch nè. Nói từ đâu làm từ đó, bà đưa tôi cái nhang đi, tôi chết cho nó vừa lắm. Chết mẹ luôn, ăn có bữa cơm mà hành hạ chửi bới quá. Hồi nãy giờ là tôi thấy ông sai lắm rồi đó. Ông làm gì mà ông lan nhỏ hoài vậy? Dọn cơm cũng không vừa lòng, lau nhà cũng không vừa lòng. Giờ muốn cái gì ở đó? Tôi chỉ thấy bất bình thôi. 30 tuổi đầu, nghề ngỗng thì không có, vợ con cũng không có, không phụ giúp được gia đình cái gì hết. Xấu hổ thiệt. Tao như mày thôi, chắc tao nhảy xuống mương tao chết. Nói vậy thôi tự hiểu. Làm mình làm mãi hoài mệt, quá mệt. Thôi bỏ qua đi, đừng có giận ba con. Bữa nay ổng làm sao á? Mẹ, ở lại mẹ ăn cơm với ba đi. Con đi ra làm sao cái? Rồi nó đi rồi đó. Nói mà sợ ai? Giờ nó đi rồi tôi mới nói nè. Làm gì vậy? Mắc chứng gì mà bữa nay la làng la xóm có chịu với nó vậy? Bà dở quá dở. Cái đó là cách tôi dạy con. Tôi giả bộ tôi làm mình làm mãi vậy chứ bà nghĩ tôi đâu có khùng. Bà hở cái là bà binh nó. Bà nghĩ đi, bây giờ nó nghề ngỗng nó có rồi mai mốt tôi với bà già rồi nó làm cái gì ăn? Ai biết, thì cũng thấy người ta hay live stream rồi đứng dậy, biết đâu nó có tiền. Dạ thưa, thằng chồng nó sướng thì con vợ nó phải phụ vô, hiểu không? Người ta gọi là phu sướng phụ tì. À hả, phải cho nó có một cái nghề đàng hoàng đúng không? Mình phải kích cái tự trọng cuối cùng của nó lên. Mà kích quá à, phải chim ông nói với tôi. Trời đất ơi, con mình nó đã vô dụng rồi thì bà phải làm cái gì để cho cái máu đàn ông nó lên, bà hiểu không? Rồi chắc giờ nó hiểu, nó giận rồi nó đi luôn rồi sao trời. Ở nhà đẻ có hai đứa thôi mà con chị giỏi bao nhiêu là thằng em nó dở bấy nhiêu. Thì bởi vậy cũng may à. Ba má ơi, con về nè. Thôi mà thấy nó lên không? Mới nha. Mới về nha. Trời ơi, con mới về hả? Dạ con mới về, ba khỏe không ba? Trời ơi, con kìa cái mặt kìa. Dạo này mệt lắm con, nhiều chuyện buồn trong gia đình lắm con gái ơi. Không có con không biết cái gia đình này làm sao luôn. Trời ơi, con về là vui lên, vui lên. Trời ơi. Vui. Sao dạo này làm ăn được không? Hồi mấy đứa nó đem đồ ăn vô quà, mua quà gì tùm lum tà la hết. Quà. Ba thấy con tôi chưa? Ba hỏi con làm ăn được không hả? Còn phải nói, được hết á. Dạo này tay chân con tôi nó đẹp dễ sợ. Trời, mà đứng mày say giờ ba coi coi. Trời đất ơi. Đẹp quá con gái ơi. Sáng sủa gái như chậu bông vậy đó bà. Con đẹp như một chậu bông hả ba? Ừ. Tuyệt vời quá. Bông Tết đó con. Con là cỡ cây tắc á. Ồ. Cây tắc nó mới nhiều trái, nhiều bông vậy nè. Sao cũng được, miễn con chưng Tết là được. À, đi nè. Dạ dạ đây. Dạ để con ngồi. Trời ơi đó. Con đi làm con bớt đi ra ngoài đường lợi, dạo này dịch bệnh ba sợ lắm con ơi. Nói nào ngay trộm vía, nhờ mấy cái khó khăn đó mà cuối cùng con làm ăn được. Bây giờ bà còn cãi tôi nữa hay không? Có nghĩa là bây giờ người ta vướng dịch nè mà nó vẫn làm ăn ra tiền. Còn thằng kia nó đổ thừa,
Bà hiểu chứ, bà hiểu tại sao tôi phải chửi chứ. Tại vì do trước dịch đó tụi nó bơm hàng con quá nên con dư được số hàng dịch này con bán thôi. Chứ cũng không có giỏi gì lắm. Con mình nó thông minh, nó biết là dịch tới cho nên nó dự trữ hàng là có thời cơ nó bán cho nó có tiền. Không có, không có. Cái lúc đó là con kiểu xui rủi mới bị bơm hàng. Chứ thật sự bán hàng may muốn điều đó hết á bà. Nhưng mà nó giỏi. Giỏi. Nó giỏi cái chỗ là thí dụ như người ta bơm hàng ta giận đi. Còn nó là nó biết biến cái năng lượng mà tiêu cực thành tích cực để nó dự trữ hàng nó bán ra tiền, mà thấy hay không? Không, ba con không có biến năng lượng gì trơn á. Tại dịch quá con không dám tới nhà nó, con chửi thôi chứ thật sự tụi nó đông quá đánh không lại rồi. Chứ cái nư con là con giả chạc vô mặt nó. Tao có cảm giác như là tao nói gì cái mày phải nói lại ngược lại cho bà được. Nó khiêm nhường mà nó dễ thương con tôi á. Con tôi luôn. Con là giỏi lắm đó. Không giỏi. Hên thôi. Một thằng chê vợ suốt đời không nhận vợ. Một con khen giỏi suốt đời không nhận giỏi. Gia đình của con cái đẻ ra đứa nào cũng kỳ hết trơn rồi. Nói thôi kệ. Tay này trống quá này. Tặng. Trời đất ơi, cha mẹ ơi, nó đưa cho cái hộp đẹp quá. Cái này chắc cả tỷ ha con ha, hộp sòn ha. Này đá non nước. Nè, cái hộp non nước nè. Non nước là nó cỡ nhiêu con? Cái này bữa nó cầm á, nên con mua lại, cũng rẻ, 3,5 triệu. Không đúng rồi, mà đem về tiết kiệm bà ơi, chứ lớn rồi đeo chi hộp sòn đá non nước được rồi, đeo đi cho nó có sinh mệnh. Hôm nào giờ chưa có nghe cái đá non nước. Đá non nước là mấy cái đá mà nó hay mọc dưới nước đó. Vậy bà đeo cho hên. Bà mặn quả mà đeo nước hợp. Không có, tôi mặn mọc. Thủy sinh mọc đúng không? Nước nó dưỡng cây, kể đi kiểu gì cũng lợi mà. Cái này là đeo tiết kiệm là được rồi. Đúng rồi, ủa trời ơi, cơm ai mà có sẵn vậy ba? Em trai mày đó. Một chén cơm mà nó nhấn cỡ này nè, ăn sao ăn. Thôi để bới lại kêu nó ra ăn cơm luôn đi. 55. Chị hai con về lắm. Hai mới về hai. Bà thấy không, nó lấy này chuối ra nó cúng tôi cả, bà thấy không? Chuối thì con đem cho con ăn ba. Chứ con cúng bà nào. Mày làm gì đàn ông ăn chuối? Con tập tạ, tập aerobic, con cần đạm con ăn chuối thôi. Sao ba đem chuối ra cái ba nói cúng ba? Mày cần đạm thì mày ăn một trái chuối thôi. Chứ mày làm gì mày đem ra nãy là chỉ có dằn bụng thôi chứ. Thôi ông ơi, ba chuối ai ăn bán một trái. Trái là muốn hay không là do mình thôi. Muốn trái thì ra ngoài tiệm 24 giờ. Con muốn mua nãy ra chợ. Đừng có ngang ngược. Ở ngoài đó người ta cũng bán chùm chứ người ta không bán trái. Không, vậy đúng rồi, nếu con gái nói vậy là đúng đó. Vui vẻ như vậy. Mày cũng vậy. Sao mà tự nhiên nói chuyện với ba mày lớn giọng quá không biết nữa. Mày gặp chị hai mày biết thưa hả mày? Ở này nó có thưa rồi. Thưa rồi. Ê. Thưa thì phải lớn lên chứ thưa mà gật cái đầu ai mà nghe. Thôi đừng có dữ quá, mình có tuổi rồi, bị xỉn mà sao mà. Thôi ăn cơm. Ăn cơm ha. Gia đình con là con. Dạ, ăn cơm đi. Má bới ít ít thôi con giảm cân. Con nhìn em là con trời ơi. Ê, mặc đồ đẹp dữ vậy. Dạo này công việc ổn định không vậy? Nó nghe nè, cái mùa dịch khó khăn quá thì có tao lo cho mày dễ sợ luôn. Tại mày thất nghiệp hồi đó giờ mà gặp dịch nữa. Trời, nó coi kiếm công việc nào ổn định mà làm đi cưng. Đừng để cho ba má la nữa. Lớn tuổi rồi. Chị hai nói bao nhiêu lần không nghe. Da đau quá. Bây giờ mày kiếm một cái công việc ổn định đi. Dịch mày vẫn làm ăn được. Đau. Con đau má, con đau đó. Ủa mày làm cái gì ạ? Chị nói thì nghe. Cứ cái con mắt cứ liếc liếc xuống à. Nó nói phải hay quấy. Mà mày làm thái độ đó mày giống như là mày lơ thì chị mày vậy. Có mày mày bụng mày chết á. Đúng hay không? Dạ đúng. Ba em nó biết mà ba. Tao nói thì mày trả lời chứ mày ậm ừ gì với ai đó. Ăn cơm đi. Không nghĩ đi được ăn nữa. Con trai gì đâu mà nói tới mình đàn ông thì mình phải nhận cái lỗi của mình. Thì chị đang nói mày nói sai chỗ nào mà mày biểu môi mày dè biểu. Còn ăn nữa đâu, con đi vô vậy. Mày vô đi, mày đừng ăn nữa. Mày lâu lâu chị mày về con bữa cơm tôi cũng không vừa lòng mày nữa. Khó ưa. Ba nói gì nghe đi. Ê tao nói gì mày mà mày về thái độ tao mày. Ba nó có làm thôi không ba. Tao hỏi sao mày không trả lời tao. Thằng kia. Chứ bây giờ ông muốn nó làm sao? Không phải muốn cái gì trơn, nhưng mà chị nó nói thì nó phải trả lời. Mà tôi dạy nó rồi, nó làm gì nó liếc lườm tôi. Tao nói sai chỗ nào? Mày có vô dụng không? Con vô dụng. Con sinh ra nó có già là vô dụng. Cái gì ba cũng la, cái gì ba cũng chữ. Con đồng ý là chị hai thành công. Chị hai là trụ cột của gia đình. Con không thể nào con như chị hai được. Con là con, chị hai là chị hai. Bà thấy không? Ba, bây giờ nói chuyện nè. Bữa nay nó nói chuyện tôi, bà thấy cái nào không? Mày dằn ai hả? Xin. Ba ơi ba. Mày đừng nói mày sai. Tao là tao sinh ra là tao sai nè. Tao không biết dạy con. Đi ngày hôm nay con tao nói chuyện với tao bằng cái thái độ đó đó.
con không có thái độ với ba hết á. Con là con sai. Từ đầu con sinh trong cái nhà là con đã sai rồi. Ủa, mày sai mày sửa lại đây Lâm. Tao chỉ mày cách luôn nè. Đừng kêu tao là ba nữa là mày hết sai. Ôi Lâm, 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 tao xin mày vô trong. Ôi thôi mà ba ơi. Ăn nấu tao vậy đó hả mày? Lâm, mày nghe tao nói Lâm. Nếu mà ba chướng mắt con quá thì con xin ba cho con đi ra khỏi cái nhà đi. Nếu mày đủ bản lĩnh chứ mày đừng hù tao. Lâm, Lâm ơi Lâm. Lâm, Lâm. Chị hai, em cảm ơn cái lời dạy của chị hai. Em sẽ ráng ra ngoài kia làm thật là nhiều tiền để cho ba mẹ thương em như là thương chị hai vậy đó. Con mà không thành công con không bao giờ về cái nhà nữa đâu. Thưa ba, thưa má, thưa chị em đi. Lâm ơi Lâm, Lâm, Lâm ơi Lâm. Lâm. Mày coi nó đi, coi bao lâu nó về. Như mày không thành công đừng về nha con. Đi đi. Ba. Hồi nãy á, bác khều mày, để cho mày đừng có nói nữa. Từ sáng giờ ba mày cằn nhằn nói cái chuyện này nè. Có cái bữa cơm mà ăn cũng không xong nữa. Má, con xin lỗi. Xin chào lớp chúng ta. Cả lớp mình kêu cô đi nào. Comment là Cẩm Lan, Cẩm Lan. Bữa trước các bạn thấy sao nè? Mình học về mình có bị đau người không? Đau là đúng nha. Đau vai là đúng nè. Đau chân nè. Đau lưng nè. Đau răng hả? Đau răng là do dứt răng bé ơi. Nha, đúng rồi các bạn ơi. Thì hiện tại lớp chúng ta đang là 6 người. Thì cô nghĩ với cái số lượng như thế này thì cô không đủ sống em à. Chính vì vậy cô đang tập tành làm YouTuber. Mới lập kênh thôi, chưa có ai subscribe hết. Và bây giờ trời, ai bấm chuông thì không biết chán ghê. Quên quên, mấy em ơi. Chiều nay 4 giờ mình gặp lại tiếp tiết sau nha. Bye bye mấy em. Chờ xíu Lâm, Lâm. Đứng lại biểu, làm gì vậy? Mày là đàn ông mà mày ăn bẩn cái gì vậy? Hả? Con là vậy đó má. Em nói chị hai sao? Em nói là một mình chị tới đây thôi, chị dẫn má tới đây làm chi giờ để má chửi em vậy? Má nói má nhớ mày. Má, cái gì từ từ nói. Nhưng mà nó làm cái gì kỳ cục vậy? Hả? Mày coi mày lại coi. Con là vậy đó. Ba mẹ cứ bắt con lấy vợ hoài. Nhưng mà con thích tự do. Con thích làm như vậy nè. Bây giờ con chết con cũng không lấy vợ được. Bởi vì con sinh ra đã là như vậy rồi. Trời ơi, nhưng mà trong mắt tao không có muốn mày là như vậy. Nhưng mà má là má của con mà. Tâm tính của con làm sao má hiểu mà. Má đừng có tự dối lòng như vậy. Ba không thương con rồi. Bây giờ má cũng không thích là sao? Má nhìn thẳng vô mắt con nè. Má, má phải hiểu cho con. Bây giờ con ra ngoài đây nè, con cảm giác con thoải mái lắm. Con thích cái gì là con làm cái đó. Má, mình qua đây gặp em mà. Má gì cũng từ từ chứ, má la nó hoài tội nghiệp nó. Tự nhiên má qua đây má đùng đùng má giận vậy, biết gì con để má nhà thiệt á. Trời ơi, mày á. Má nghe nè. Không phải bệnh mà hỏi người ta bị lâu chưa. Hiểu không? Con lấy vợ được không? Má muốn dâu. Má muốn dâu á. Con ra chợ con mua cho má. Con không có dâu được đâu. Má sẽ mang về cho má một đứa con rể nha má. Trời ơi. Thôi má. Chắc tôi điên quá trời. Bây giờ má phải chấp nhận sự thật đi. Cái má cứ không chịu. Không chịu như vậy, không chịu như vậy thì nó cũng là con của má thôi. Hỏi gì sâu sắc vô nha. Mày chơi lâu chưa? Ôi, sao mà hỏi thẳng người ta kỳ vậy? Má ngồi đây con nói má nghe nè. Trời, cái giường mà ngồi ịch xuống cái muốn chết luôn à. Thôi để con trả lời không cho. Có tấm nệm nữa, ăn ở gì chỗ này như vậy đó mà biểu về nhà ở không chịu. Thôi mà, con biết là ở nhà này mẹ thương con nhiều nhất à. La là la một xíu thôi, nhưng mà trong lòng thương con lắm. Mẹ biết con vậy mà đúng không? Tao đẻ mày mà sao tao không biết được. Nhưng mà nó làm cho má bất ngờ quá. Má con nói nè, xã hội giờ phát triển lắm. Như em con á thiếu gì mà người ta tài giỏi, người ta sống hạnh phúc bình thường thôi. Bây giờ nó không mang về cho má một đứa con dâu được thì nó mang về cho má một đứa con rể, hợp lý không? Nó thấy không hợp lý. Xã hội giờ lạ lùng quá. Có gì đâu lạ lùng, tại má không chịu chấp nhận thôi. Chứ mọi thứ nó bình thường lắm.
Má đừng có phân vân chuyện đó. Má nhớ mục đích của mình hôm nay qua đây để làm gì không? Kêu Lâm nó đi về. Qua nói chuyện với nó. Ông lấy vợ được không? Má hoài luôn. Má hoài luôn. Má. Má muốn nó đi luôn hay sao vậy má? Lâm á, má hiểu rồi. Để từ từ. Từ từ má sẽ thay đổi trong đầu má. Chứ nó lẹ quá má cũng bất ngờ lắm, con hiểu không? Dạ. Rồi thôi, bữa nay má với con Như qua đây là chủ yếu kêu con về. Mày về đi chú ba, mày nhớ mày tội nghiệp. Ổng không đi ra đi vô, ổng ngóng mày hoài à. Về nha con, về Tết nay về cho ổng vui nha con. Má ơi, con không có về đâu. Ba má thấy không, lúc nào cũng bảo thủ hết trơn trọi á. Lúc nào cũng bảo vệ cái ý kiến của mình đó đó. Bây giờ con mà về mà thấy cái bộ dạng này nữa, ba chửi con chết luôn á. Con không về đâu. Sao không Như? Má để con nói. Ê Lâm, tao biết là mày không về đâu. Nhưng mà vài bữa nữa Tết rồi, sắp xếp về gặp ba ăn bữa cơm, cho ba thấy là mày còn nghĩ tới ba. Tao nói vậy thôi đó. Rồi mày muốn làm gì mày làm. Lớn rồi, chị hai không la đâu. Mặc bộ đồ đẹp. Đừng la nữa nha. Má về nha. Dạ. Nhớ 30 Tết về nha. Nè, tôi phụ ông nha. Ừ, ra bưng giùm cái bánh chưng có không? Đây đây có chứ. Giao thừa tới nơi rồi. Ý, còn nào thịt kho, nào thịt ngon quá. Còn nào thịt đóng nữa? Có. Bà làm bánh chưng nó chín chưa vậy? Trời ơi, ngon lắm. Thôi được rồi, ngon rồi. Thấy chưa? Đấy rất ấy. Thịt kho hộp vịt. Ừ. Hủ. Lo sắp lại cái mâm trái cây đi trời. Trái cây rồi. Gì đâu mà sắp xấu quá đi thiệt tình. Rồi vậy chưa được nữa hả? Không, làm cho nó đẹp lại, đưa cái này ra mặt tiền tôi đi. Rồi. Sửa lại đi. Ơi, thiệt tình. Khó tính quá. À. trong ngóng cái gì vậy? Không vậy. Trời ơi. Đang coi có đứa nào lấp ló ngoài nhà kìa. Nhìn là tôi biết liền à, sĩ diện cái gì. Diện gì? Con xuống đây tâm sự chút xíu nè. Nói gì? Bữa nay có hai vợ chồng thôi. Tết với sắp cùng... có cái bình trà con có ngay nè. Thôi đừng đánh trống lảng cho nội ơi. Nghe nói nè. Nói gì? Dẹp bớt cái tánh chướng khí của ông đi. Chướng gì trời? Quá chướng luôn. Ông thương con một cách lạ lùng lắm. Ông thương mà ông cứ chửi con không à. Không có ai chịu nổi hết trơn á. Ông thương nó cũng thương ông. Nó đi ông nhớ đúng không? Mà tại sao ông dạy vậy? Ông có nhớ nó à nghe. Nó muốn mình phải lúc nào cũng ngọt ngào với nó. Tánh nó cũng như tánh ông. Nó cũng sĩ diện giống như ông vậy đó. Đừng có la lối hoài. Bây giờ nó đi rồi, ở đây ngồi nè. Đây thì thương thì nhớ. Đây nè, giờ nói phải nó quấy cho nghe nè. Tôi là coi như hy sinh đời bố để củng cố đời con. Cái thay tôi hồi xưa đã không ra gì rồi. Dốt nát kết hợp làm sửa xe. Thì cầu mong cho con mình lớn lên để nó làm ngành trí thức, làm bác sĩ với người ta. Để cho nó tươi sáng rạng ngời tương lai. Đúng chưa? Tại sao chị nó có thể sắm sửa một cái cơ ngơi như vậy cho vợ chồng mình? Tại sao một thằng nghèo như tôi có thể nuôi được con chị nó như vậy? Mà thằng con trai của tôi đặt niềm tin hy vọng nó không làm được giống chị nó. Thì bà nghĩ đi, nó có đáng bị tôi chửi hay là không? Thì trời ơi, bây giờ ông có đòi hỏi quá cao. Con đâu phải mà ông nói một lần để bắt nó phải làm bác sĩ liền đâu. Trời ơi. Nó không phân đấu, tôi chỉ nói vậy thôi. Thôi vậy đi, cha nào con nấy mà. Ngóng nữa đúng không? Coi ra coi đứa nào nó. Đứa gì đứng đây nói chuyện với người ta, cứ ra ngoài đó hoài miệng không ngóng. Nhớ nó. Không. Muốn nó về. Nói nó gì thôi chứ tôi biết cái thằng này tánh nó sĩ diện lắm, nó mới về đâu. Tôi biết. Nếu lỡ nó về thì sao? Nó mà về tôi làm con bà chứ tôi không làm chồng bà. Nhớ nha, đừng có thề bậy nha. Trời. Nó là con tôi hiểu tánh nó nha. Đầu dẹp. Làm đâu. Ăn cơm hả má? Ông ơi! Con. Nó không về đúng không? Thật ra tôi nói rồi mà. Cãi thôi không?
Tôi đã nói rồi, với cái tánh đó tôi biết nó sẽ không về. Thôi, đi ăn cơm đi con, để nóng về thì thôi. Ba. Sao? Làm nó không về. Ba biết mà. Em con nó không về ba. Về thôi, khỏi đợi. Đi, ăn cơm, đón cho tôi. Ba ơi, Lâm nó sẽ không bao giờ về đâu ba. Nói gì bậy bậy à? Mấy bữa trước nó còn nói với con là nó sẽ về. Nhưng mà nó mắc Covid. Rồi nhanh quá, người ta đưa nó đi. Gì vậy? Mày nói gì nhớ? Má với mày qua nhà nó, kêu nó về rồi nó hứa nó về đây. Rồi tự nhiên giờ mày nói nó mắc Covid về đây. Ủa là mấy bữa trước bà có qua kiếm nó hả? Tôi có qua nó, tôi gặp nó rồi nó... Nó đang ở đâu? Thì nó đang ở bên nhà mướn của nó bển kìa. Rồi bây giờ nó đâu? Tao không có giỡn với mày nha. Nhưng... Thằng Lâm đâu? Lâm đẹp ba. Em còn Lâm của ba nữa. Nói thiệt à? Con tôi sao vậy trời? Rồi con tôi sao vậy trời ơi? Mày đừng có giận tao Dương ơi. Em mày ở đâu? Em về đâu? Tao còn hiểu không mày? Ai ai con tôi ơi ai cái gì vậy, cái gì xảy ra vậy, con tao đâu, con tao đâu trời. Ba la nó hoài, nó cứ ngập ngừng nó muốn về thăm ba mà nó không dám. Nó nói với con á, nó làm gì ba cũng không vừa lòng hết. Bà đâu có thương nó đâu. Sao không thương? Mẹ con, mẹ đẻ ra mà không thương. Trời ơi, con tao đẻ tao không thương. Mẹ muốn cái gì? Thì cũng phải về. Nói nhau tiếng chứ tại sao con cái hổ không vậy con ơi. Trời ơi. Lỗi mày là mới. Nó nói với con là ba tha lỗi cho nó mới dám về. Ba sẽ không tha lỗi cho ba, chứ không phải ba không tha lỗi cho con. Trả con tao đây. Trả con tao đây. Mẹ mày, cái gì vậy? Ba. Sao gọi cái gì vậy? Ủa gì vậy? Thì ba tha lỗi cho nó mới dám về đó. Ủa làm sao? Con nè ba, con Lâm của ba nè. Lại là một sự to rập ha. Trời ơi Như, mày giỡn như vậy hả Như? Không, con không phải con giỡn ba ơi. Hai cha con gây lộn nhau hoài, con với má khổ tâm lắm. Con nói thiệt, con biết con làm này con có lỗi với ba lắm. Nhưng mà nhờ vậy ba mới chịu nói thiệt là ba thương nó. Thương bà nội mày chứ thương. Một cái chuyện mà động trời như vậy bà cũng to lập với tụi nó, bà lừa tôi. Nó có, nó đâu nói gì tôi biết gì đâu.
Tôi cũng không có biết, giống như ông vậy đó. À, nãy giờ bà nạn nhân luôn hả? Nạn nhân. Hai người đều là nạn nhân của con. Cái hũ gì đó nha? Này cũng của thằng Lâm thiệt, mà nó làm cho ba. Cú kiểu con chân cách thủy, con sợ kiến bu. Cái mùa khó khăn, cái mùa dịch này phải tranh thủ thương nhau nhiều hơn. Đâu? Tha thứ được thì tha thứ nha ba. Không tha thứ làm gì được nhau. Thôi vui rồi, 30 Tết vui chưa? Không. Tình sĩ Diệp có gì không khó khăn được. Ăn củ kiệu nha. Ngồi ăn, ngồi ăn. Đón giao thừa. Đón giao thừa mà khóc cái gì? Không, 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 không. Thôi vậy giờ ăn hủ kiệu, Lâm nó làm cho ba nha. Hủ kiệu ba rồi mà, không, không, ba. Lâu rồi mới thấy ba khóc à. Vừa khóc vừa cười kìa. Quê quá. Tao ăn 10 cục bánh chưng. Ngồi đi, đứng hoài. Trời ơi, tiếng pháo quá trời, vui nhộn. Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Xứng đôi lẩu Tết phải là Omachi Tết. Tương ớt chín su, vạt món ngon bùng vị.